Rồi, dạ em không biên 77 xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một cái series về tất cả những cái thùng đồ nghề mà nhà em đang có để anh em mình tham khảo nha. Anh em nào chưa mua được món nào hay là muốn mua thêm thùng đồ nghề thì mình cứ liên hệ qua hai số Zalo cho em nha. Hai số Zalo này em chỉ làm việc qua hai số này thôi anh em nha. Mình mua hàng bên em thùng đồ nghề nó rất là nhạy cảm, bởi vì là mình nó dễ vỡ nên bằng nhựa rồi đó, vận chuyển mà nặng nề hay là bị mấy anh vận chuyển ảnh quăng quá quá độ thì nó sẽ bị sự cố. Cho nên là anh em nhận thùng đồ nghề của em lưu ý là mình đồng kiểm với bưu tá nha, có bưu tá tới xong rồi mình cùng với bưu tá kiểm hàng, thùng còn nguyên vẹn không bị bể vỡ gì hết thì mình mới nhận hàng. Còn nếu như có lỗi gì thì anh em cứ trả lại cho bưu tá ha, báo em tiếng xong mình trả lại cho bưu tá giùm em, rồi em gửi cho anh em mình cái khác được chưa. Để tránh trường hợp mà mình quá tin tưởng bưu tá rồi mình kiểm hàng sau á rồi nó bể vỡ thì mình lại lại nó cực cho mình trong vấn đề mà đổi trả nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết nha, em review từng thùng một luôn, từ nhỏ cho tới lớn nha. Rồi đây là cái thùng nhỏ nhất mà nhà em đang có nha anh em. Đó, hàng của Quốc Bao nhỏ như rất là xinh ha. Và đặc biệt em mua cho nó cái thiết kế là cái khóa kim loại anh em. Bữa trước em bán cái loại khóa nhựa ha, khóa nhựa thì kiểu như là nhựa nó sẽ không có ok bằng kim loại, ở đây có một khóa thôi nên mình làm khóa kim loại cho nó chắc nè nè nha. Rẻ thôi, kích thước em đọc luôn cho mình để mình hình dung nha. Kích thước em đọc luôn nè, là 33 nè, nhân cho 17 nhân cho 14 đó, kích thước của nó như vậy. Rồi nó có hai ngăn hai bên này, rất là sâu nha, để mình đựng ốc vít nhỏ này. Hai ngăn hai bên rồi mở ra nó sẽ có một cái phía trên như thế này, máng phía trên để đựng ốc vít, đựng cờ lê mọ lớp này, ở dưới này mình đựng linh kiện lớn hơn đó. Thùng nhỏ như thế này thì em đang bán giá là 100.000 một cái thôi anh em nha. Thùng này em để giá cho mình là 100.000 một cái, và hàng thùng nhà em đang bán cho anh em mình nó là chưa bao gồm tiền cước tất cả, từ thùng nhỏ cho tới thùng lớn. Thì thùng nhỏ nhất như thế này tiền cước nó tầm là 22.000 đồng một thùng, còn những cái thùng lớn hơn thì cân nặng của nó nặng hơn thì mình tính tiền theo cân nặng của đơn hàng anh em nha. Lưu ý nha, chỉ cao nhất là tầm 30.000 một thùng thôi anh em. Còn cái thùng nhỏ như thế này á, tiền cước là tầm 22.000 nha, là giá em chưa bao cước đâu anh em mình thông cảm ha. Anh em nào mà đựng đồ gia đình á, lỉnh kỉnh những cái nhỏ nhặt rồi đó thì mình đựng vô trong này là nó không có mất mát mà bảo quản rất là tốt nha. Rồi còn cái thùng nó lớn hơn một tí nè, đây lớn hơn một tí là em có cái thùng này cũng của Hoàng Phao luôn đó, mình đi theo Thượng Hãng nha. Rồi mình sẽ có kích thước là 16 inch, tức là 40.5 nhân cho 21.5 nhân cho 20.5, mình sẽ tải tối đa được 15 kg làm bằng nhựa PV. Đây thì hai cái này là khóa nhựa này, tải nhựa nhưng mà thấy cũng chắc chắn anh em nha. Đó, cái này em cũng bán nhiều lắm, anh em cũng mua của này của em rất là nhiều rồi. Đấy, làm hai cái ngăn này nó sâu anh em, nó lõm vô sâu lắm. Mà nhưng mà nó nhược điểm một cái nó lõm vô sau thì cái không gian bên trong này nó sẽ ít lại. Đây em đang đựng mẫu nè anh em đựng mẫu những cái đồ nhà em đang bán nè đó, mũi khoan đồ này kia kiểu này đó, rồi phía dưới nè, đây phía dưới nè đó. Rồi phía trong này là mình sẽ đựng được là những cái con chuyên vít như thế này nha anh em, chuyên vít rồi pin rồi sạc đó. Cái thùng này thì nó là gọi là thùng trung anh em nha, kích thước của nó là 16 inch. 16 inch đựng cũng khá là nhiều đồ này. Đã, tùy vào cái nhu cầu cái lượng đồ của mình mà anh em hình dung được kích thước mà mình mua nha. Cái này là 141.000 anh em nha. 141 nha, không phải 140 cũng không phải 145 mà em bán đúng giá là 141 nha. Đúng giá em bán là 141 ha. Đó. Rồi tiếp theo một cái thùng trung của Total nữa anh em. Thùng này thì nó lớn hơn cái thùng trong của Bột Phao một tí nha. Cái chất nhựa của Total nói thật với anh em là nó tốt hơn Bột Phao, nó dày dặn hơn của Bột Phao nha. Đó, cái này size nó là 17 inch, cái Bột Phao hồi nãy là 16 inch, còn bạn này là 17 inch nè, tức là 43,6 nè, nhân cho 22 nè và nhân cho 20,5, cũng tải tối đa được 15 kg. Đó, ở trên cái thân này nó có một cái dàn thước như thế này, thước đo tới 30 ha. Đó, nó cũng có ba cái ngăn 1 2 3 để mình đựng linh kiện nè. Đó. Cũng là khóa nhựa nha, nhưng mà khóa nhựa của Total nó rất là dẻo dai giống như một pha vậy anh em, chứ không phải dởm lắm đâu. Total thì chuyển qua khóa nhựa giá nó lên rất mấy chục ngàn lận anh em.
Đó, cái này nó cũng có một cái máng ở trên giống như bột phao nha, nhưng mà em để ra ngoài mất rồi. Đó, thì kích thước của nó như thế này, anh em mình đựng được khoan bin nè. Đó, khoan bin bê tông bu lông hả, bu lông bánh vít, chứ còn đậu kẹp là đựng không vừa đâu anh em nha. Cỡ thùng như thế này, tại vì cái thùng này là đầu nó, cái miệng nó to nhưng cái đít nó túm lại nha, cái trên nó to còn cái phần đáy của nó túm lại nha. Đó, mình đựng như thế này anh em nè, mình có thể để được thêm một con vít nữa hoặc là con ấy máy mài tùy mình đó. Còn pin thì mình đừng có xài cái máng ha, mình đừng có xài cái máng thì mình sẽ để được nhiều hơn. Còn nếu mà mình đựng ít thì mình xài một cái máng ở trên để mình đựng cờ lê này kia kiểu đó. Thì cái thùng này em đang bán giá là 180 nha anh em, 180.000 một thùng đó, thùng của Toto ha, 180. Mình đựng được vít pin với máy mài rồi anh em đó, nhựa của Toto nó ok hơn quật pha một xíu nha, cho nên giá nó cũng cao hơn tí. Của quật phao 16 yên là 141, còn bạn này là 180 nha. Đấy, bạn này là 180.000 một cái. Rồi, còn cái thùng này á, là cái thùng to nhất của Toto anh em nha, to nhất của Toto này. Đấy, có 3 ngăn. Đấy. Này 3 ngăn, lõm vô khá là sâu nha. Đây, kích thước của nó em sẽ đập cho mình, nó là 20 yên nha anh em, 20 yên, có một cái thước 3, nó cũng có một cái thước 35 này. À, thứ 35. Rồi 20 yên nè, mình sẽ có là 50,8 nhân cho 29.6 nhân cho 26.1 cm. À, tải tối đa được 20 kg. Đó. Được chưa? Cũng là miệng to, cái phía trên to còn ở phía dưới nó túm lại nha anh em. Đã đầu to đi túm nha. Bạn Toto quật phao đều là như vậy hết. Đây, mở ra bên trong nè. Đấy, nó cũng có một cái máng nhựa nha, nhưng mà tại vì là nãy em để ở bên ngoài hết rồi em không có bỏ vô thôi, chứ nó cũng có một cái máng nhựa cho để mình đựng linh kiện. À, thùng này thì mình đựng vô tư anh em nha, thùng này thì mình có thể đựng vô tư được khoan đầu kẹp rồi này kia kiểu nha, nó tải tối đa được 20 kg lận mà, thùng khá sâu nha. Đó, thì bạn này em đang bán giá là 300.000 nha anh em ha, 300.000 chưa bao gồm tiền cước nha, cước vận chuyển tùy vào cân nặng. Để em coi cái thùng này nếu mà mình gói xong xuôi luôn á thì nó tầm nặng tầm 2 kg á anh em. Cái thùng không này chưa tới 2 kg nha, nhưng mình gói vô luôn thì nó nặng tầm 2 kg. À, 2 kg thì tiền cước của nó tầm 23.000 thôi. Nếu mua cái thùng không không có mua thêm gì, tại nếu mua thêm thì nó nặng thêm. Đó thì tầm 23.000, 24.000 tiền cước, 23-24.000 tiền cước thôi. Đó. Rất là rẻ, không quá cao anh em nha, nhận hàng kiểm hàng thanh toán cho em 300.000 cái thùng này ha. À. Rồi bây giờ mình tới cái thùng của NLS. Thùng LS này xung quanh nó sẽ được bọc cho mình một lớp inox mỏng anh em nha. Nè, xung quanh thùng nó sẽ được bọc một lớp inox mỏng. Đó, inox mỏng phía dưới đáy nè là nhựa và phía trên này bằng nhựa, nhưng mà nó chịu lật rất là tốt nha. Nhựa rất là dẻo dai, rất là tốt, mình có thể ngồi trên này 6-70 kg mình ngồi thẳng trên này bình thường không sao hết nha. Đó, nó cũng có hai ngăn như thế này để mình đựng linh kiện, nhưng mà nó cạn hơn so với Toto quật phao nha. À, nó cạn hơn để làm chi, nó cạn hơn để cho mình có cái không gian bên trong. Đó, cái này nó cũng có ưu và nhược điểm. Khóa thì hai bên là khóa kim loại nha, ở chính giữa nếu mình có ổ khóa thì mình gài thêm cái ổ khóa nữa nha. Đó, mở ra như thế này rồi đó, không gian bên trong nó cực kỳ rộng anh em, mình có thể để đồ cao được. Đó, nó vẫn không sao hết, chứ bên loại Toto quật pha mình để những cái đồ cao như thế này là nó cộm liền, không có gài được. Nhưng bạn này thì để vô tư. Bạn này thì có một cái ưu điểm là miệng với đáy là nó bằng nhau nha anh em, nó bằng nhau, nó không phải là đầu to đít tấm nha, nó bằng nhau hết. Đó, này để bu lông, để viết đồ vô tư, mình để đồ nặng đồ vô tư anh em. Đó, là linh kiện lĩnh kỉnh đồ là vô tư hết, điện được rất là nhiều đồ ha. Đó. Rồi phía trên nó được một cái là nó có không gian rộng nữa, cận được. À, phía trên máng của nó này, à, không gian rất là rộng, mình để được những cái đồ cao to như thế này. À, này nó cũng không có cộm nha. Đó, à, cái này là cộm rồi, cái này cộm rồi. Để đinh đi, à, đinh đi, một vỉ đinh thôi. Đó, à, như thế này không cộm nha, được được khá khá đó anh em. Thùng này rất là chắc nha, mình bưng đi bưng lại rồi này kia nó sẽ va chạm thành thùng với nhau á. Thì cái thành thùng của nó bằng inox mỏng thành như này là sẽ rất là bền, mình không có sợ cái chuyện va chạm bể vỡ gì hết trơn anh em.
Cái thùng này thì em đang bán giá là 195.000 nha. 195.000. Thì ở cái kích thước của nó để em đo cho mình hình dung ra nha. Mình đo phủ bì đi ha. Mình đo phủ bì kích thước của nó đi. Nè, ngang như thế này là 40. Còn cao nè, cao tổng thể mình đậy nắp luôn đi. Cao tổng thể nè, từ dưới lên trên nó sẽ là 18 nha. Cao 18, rộng 18 luôn. À, 40 nhân 18 nhân 18 anh em. Đó. Rồi thùng này em bán là 195.000 anh em nha. 195 ha. Đó, nhận hàng kiểm hàng thanh toán cho em. Rồi còn cái thùng lớn hơn nữa nha. Y như là như này luôn, cũng đọc y nắp xung quanh nhưng mà cái thùng nó lớn hơn. Đây là thùng đại nè anh em. Thùng này thì anh em mình đựng đồ nhiều. Tức là những cái con khoan đầu kẹp á, cái con hồi nãy là mình đựng được biết đựng được bu lông thôi. Chứ khoan đầu kẹp mình bỏ vô nó cũng không có vừa. Nhưng cái bạn thùng này thì mình bỏ được vừa cả một con đầu kẹp to thì to luôn. Con đầu kẹp to cỡ nào bỏ cũng được. Rồi chuyên những cái con điện á anh em là bỏ được luôn. Cái lầm của nó là đồ rộng của nó là 23 lận. 23 nè, con Milwaukee nè, con Milwaukee nè, đầu kẹp nè. Đó, mình bỏ vô nó vừa vặn luôn anh em, nó còn rộng luôn nè. Đấy, còn rộng luôn, bỏ kể cả khoan rút lõi Makita đều quá gì mình bỏ nằm ngang vậy là vô tư. Đó, như thế này mà còn rất là rộng anh em thấy không, là mình đựng được rất là nhiều đồ nha. Rồi cái máng ở trên đây nữa nè, không gian trên đây rất là rộng luôn. Đấy, nó được một cái là ở trên đây nó làm cạn nha, trên đây nó làm cạn nè, để làm chi, để không gian bên trong nó có. Đấy, như thế này quá tiện lợi luôn nha. Cái thùng này thì nó cũng chiều dài của nó, đây chiều dài của nó là 45 nha. 45 cũng cao 18 anh em, cao 18 nhưng nó rộng hơn. 45 cao 18 nhưng mà nó rộng tới 22 lần. Cao tới 19 lần chứ, cao tới 19 lần, rộng 22. Đó, kích thước em báo cho mình là mình hình dung nha. Anh em không nhớ thì mình tu đi tu lại mình coi giùm em cái. Rồi, cái thùng này thì em đang bán với giá là 255.000 anh em nha. Nó có lẻ 5.000 chính xác là như vậy nha. Em không có bán khác giá anh em nha, đừng có trả giá em 250 tụi em nha. 255.000 một cái thùng này. Thùng này thì tiền cước của nó thì em nghĩ là gói này kia các kiểu thì tầm 29.000 tiền cước anh em. Tại vì nó nặng mà, thùng này nó nặng đã 2kg rồi, chưa đóng gói. Đó. Thì bạn này là 255.000 một thùng, anh nào mà đựng nhiều đồ nghề á là mình xài cái này hợp lý nha. Nó cũng đẹp ha. Cái này là y nắp mỏng nha, y nắp mỏng. Rồi em còn một cái thùng nữa thì nó full. Cái đáy nó bằng sắt luôn để cho anh em mình tham khảo nè, nó sẽ nặng hơn cái thùng này một tí nhưng mà giá nó cũng y dày. Rồi cái thùng này của LS anh em, nó không phải là inox nữa mà nó sẽ là full sắt nha. Đây, cái này là bằng sắt nè, cái này bằng sắt nè. Đó, nó ba mặt như thế này là bằng sắt dành cho anh em mình để đồ nặng nha. Còn hai bên như thế này, hai bên hông của nó là bằng nhựa, nhưng mà người ta thiết kế rất là hay nha, bởi vì cái thùng nó nặng, mình đựng nặng cho nên là người ta làm lõm vô như thế này. Lõm vô như thế này để làm gì? Để mình bưng ha, à, để mình bưng lên cho nó tiện nè. Không có cái thùng nào mà có thiết kế vậy hết anh em. Tại vì cái thùng này là người ta biết là mình sẽ bỏ nặng nè, cho nên là mình xách là nó hư cái quai liền. Xách cái này là nó hư cái quai liền, đúng không? Đó, cho nên là mình bưng, nó làm lõm như thế này để mình bưng. Được chưa? Cái thùng này không chưa đựng cái gì hết là đã nặng 2,5kg rồi anh em, 2,5kg rồi nha. Đó, cũng là khó kim loại luôn. Nè, mình đựng đồ nghề mà đồ những cái đồ mà to, nặng, kinh đàn là mình xài cái thùng này. Kích thước nó giống y chang như cái thùng hồi nãy luôn nha, nhưng bên trong của nó là full. Đó, cái đáy của nó cũng bằng kim loại luôn, bằng sắt hết. Đó. Thấy chưa? Đựng được rất là nhiều đồ. Anh em nào mà thích mà chắc nụi là chơi cái này. Nó hơi nặng tí nha. Nhựa thì nó nhẹ đúng không? Còn mình muốn chắc nụi, mình muốn nó bền. Cái này là tao nói không có thể nào mà hư được anh em. Nha, không hư được. Mà xung quanh nó bằng sắt nè, nó sơn lên rồi, sơn phết lên đầy đủ rồi anh em. Đâu có sợ mà rỉ nữa đâu ha. Nói chuyện rỉ là không có nha. Đó, sơn phết rất là kỹ rồi. Bạn này thì em bán giá là 250 chẳng nha, 250.000 chẳng. Kích thước y chang cái hồi nãy, đừng gọi là sai đại nha. Chưa có gì hết mà nặng 2,5kg rồi đó anh em. Đó, 250.000 một thùng. Rồi, bây giờ tới cái thùng siêu phẩm bên em. Đó là cái thùng của King Blue. Anh em, thùng của King Blue ha. Thùng King Blue thì nó là thùng nằm ngang giống như thùng của Makita số 1, số 2 vậy đó anh em. Nó sẽ có hai cái quai sách, anh em muốn sách ngang thì mình chơi cái sách này. Đó. Và anh em muốn sách dọc thì mình chơi cái sách này. Đó, nó có sách cho mình sách dọc luôn.
dập ngang gì mình chơi cũng được nè. Đó, thì cái chiều cao của cái thùng này là 16 cm nha, cái độ cao á anh em là 16 cm. Rồi để đây, giữa những hai thùng với nhau thì nó có kết nối với nhau được nha, nó kết nối, mình để mình chồng thùng lên với nhau kết nối được. Độ dài là 40 phủ bì đi ha, mình cho phủ bì nè, phủ bì là 43, cao là 16 nè, và rộng nó sẽ là 34 ha. Đó, hai loại thùng, một loại cũng y chang như dài luôn, nhưng mà cái chiều cao nó khác nhau thôi. Một loại thì chiều cao nó 12, còn cái loại này chiều cao của nó là 16. À, anh em nào mà những cái thùng hồi nãy giờ em giới thiệu thì không có cái thùng nào đựng được con khoan bê tông bin hết nha, không có cái thùng nào đựng được con khoan bê tông bin hoặc là con khoan bê tông điện loại bự, nhưng thùng King Blue thì làm được, bởi vì nó thiết kế nằm ngang như thế này là anh em đựng được con khoan bê tông, ví dụ như HR244 này, hoặc là con khoan bê tông điện độc 14, cái con khoan điện mà khoan độc ba chức năng điện đó anh em, là mình bỏ vô được. À, đựng được rất là nhiều đồ, đựng rồi nó có tính năng kháng bụi kháng nước rất là tốt nha. Mình bỏ lỡ như mà người ta tứ nước, mình đang đậy thùng lại đúng không, nhưng mà lỡ nước ở đâu hoặc là mưa gì đó là nó sẽ không ướt, bởi vì nó có cái ron này nè, nó thiết kế có cái ron này, cái đường ron màu đen nè. Đấy, người ta thiết kế một cái đường ron màu đen ôm hết cái viền bốn cạnh của cái thùng, khi mình đậy lại thì cái thùng này hoàn toàn chống bụi và chống nước 100%. Mình lỡ nó có rớt xuống dưới hồ đi nữa thì nó cũng giống như cái phao nổi lình bình luôn anh em, không có ngập nước được nha. Đó, cho nên là anh em mà muốn an toàn là chơi cái thùng này, nó rất là dày dặn cứng cáp, không hề dễ vỡ, cỡ một tạ ngồi lên cũng không sao cả anh em nha, anh em nặng một tạ ngồi lên bình thường. Đó, ngồi lên đứng lên bình thường không có sao hết, nó rất là dày dặn chắc chắn luôn, thùng này cực xịn luôn anh em nha. Thùng Makita số 1, số 2 không có cửa đâu, thùng Makita em có bán qua rồi, nó hơi mỏng manh và dễ vỡ nha, còn bạn này là chắc chất lượng luôn. Giá thì em đang bán nè, cái thùng này giá là 460.000 đồng anh em ha, 460.000 đồng. Cái này em sẽ có hỗ trợ một ít tiền cước cho mình nha, 460.000 đồng. Còn cái thùng mà chiều cao 12 cm á, anh em nào mà đựng ít đồ quá đó thì mình muốn đựng cho nó vừa khít cái thùng á thì mình mua cái thùng 12 cm thôi, cao 12 thôi, thì cái thùng cao 12 giá là 420.000 nha. Còn cái thùng này là 460.000, hai cái thùng có hai chiều cao khác nhau thì nó chênh lệch với nhau là 40.000 đồng nha. Đó, thùng này 460.000 đồng. Đó, anh em ha, hai thùng kích thước khác nhau đi chăng nữa mình để lên mình gài lại với nhau nó sẽ ăn khớp được với nhau hết nha, chồng lên nhau được. Đó, anh em nào mà có điều kiện nha, mình chơi sắm mình đựng những cái đồ lớn bê tông rồi đó là mình phải chơi cái thùng của King Blue cho em. Đó, rồi bây giờ em giới thiệu cho mình combo những cái kìm của vật phao mẫu mới nhất mà em đang nói cho anh em mình đây. Cái đây mình có thể gọi nó là cái kìm trợ lực nha anh em, bởi vì sao, hãng người ta thiết kế nó to ra, kích thước của nó ít nhất là 8 inch đến 9 inch rưỡi, nó to ra thì cánh tay đòn nó dài lên để làm cái gì đó, người ta cho mình biết nè, để giảm được 30% cái sức lực mà mình làm việc nha anh em. Đó, mình sẽ tiết kiệm được 30% công lực của mình khi mình làm. Đó, đây còn có thể gọi là kìm trợ lực. Cái kìm này là kìm răng 8 inch. Đó, cái này thì 69.000 một cái thôi, của quật phao. Đó, 69. Còn nếu mà mình muốn xài to hơn là mình chơi cho em cái này. Anh em nào làm điện á mà hay xài những cái gọi là sợi dây lớn, đường dây lớn đó, hoặc là anh nào mà tay to mà thích cho nó vừa tay thì xài cái bạn này. Bởi vì sao, kích thước của nó tới 9,5 inch, tức là chiều dài là 24 cm lận anh em, là rất là lực nha, rất là có lực luôn. Đó, đây kìm răng mình cắt nè, đây để em anh em nhìn rõ không, nó làm rất là nét nha. Đó, nó làm rất là nét chứ không phải thường đâu anh em. Và cái này nó bọc cao su mềm nha anh em, cao su mềm nó cách điện nha, thì kiểu như là mình cách điện thường mình thôi nha, chứ còn nói về điện cao thế, điện cao tặng là anh em phải mua cái loại chuyên nữa nha, chứ cái này là mình nói cách điện thường gia đình thôi nha, chứ không nói điện cao tầng đâu nha. Điện cao tầng là nó có một cái loại khác hoàn toàn, cái bọc khác luôn nha. Đấy, anh em thấy kìm nó to kinh khủng không, bàn tay của em nè anh em có hình dung đi, 24 cm nè, nó to cỡ nào. Cái này là mình làm dây mà dây to rồi đó, mình bấm nó mới sướng anh em. Giá có 105.000 à, quá trời rẻ luôn, là thiết kế rất là đẹp, 105.000 ha, hàng của quật phao. Rồi còn nếu như mà cắt dây thì nó có cái này, đây
Cái này là cắt dây nè, chuyên cắt thôi nha. Đây, nó là 8 in, tức là dài 20 cm, 8 in dài 20. Đó, chuyên cắt thôi, không có gì hết, chuyên cắt thôi. Cũng là nhiều khi mình bấm kẽm bấm đồ anh em thì chuyên cắt dây. Chuyên cắt dây, kiểu như là nó sẽ trợ lực cho mình cắt dây lớn rồi đó anh em, làm cho nó nhanh. Cỡ 6 in, 7 in là anh em mình cắt mệt lắm. Nhưng mà qua tới 8 in thì các bạn cắt nó nhẹ nhàng hơn anh em nha. Qua 6 in, 7 in là mình cắt dây điện nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy, cắt rất là nhẹ nhàng anh em. Hàng này là rất là chuẩn nha, chứ không phải là hàng tào lao đâu, em không có bán đồ dởm nha. Đó, ha, đồ của em bán ra rất là xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra, tiền nào của đó nha. Cái này 90.000 một cái nè anh em, 90.000 một cái. Anh em đang xài mấy cái loại 6 in, 7 in thì nên tham khảo cái loại này nha. 8 in dài tới 20 cm lận đó, 90.000 cái. Còn cái kèm điện này á, kèm điện to này là 105, còn cái kèm điện nhỏ này á dài 20 thôi thì nó sẽ là 69.000 nè. À, còn cái kìm này là kìm nhọn. Kìm nhọn này nó cũng thiết kế to lên cho để mình trợ lực cho mình nè. Bạn này thì 20 in. À, quên 20 mm nè anh em. Cái này thì giá nó là 80.000 một cái, kìm nhọn. Anh em thấy không? Kìm nhọn 80.000 một cái. À, anh em thấy không? Hàng của Bột Phao cực đẹp vô, cực chuẩn luôn nha. Giá là rất là vừa phải, không quá cao. Rồi anh em nào mua thì nhắn em nha. Kìm bàn, kìm nhọn, kìm răng, kìm điện, đủ kiểu hết. Và toàn là mẫu mới thôi anh em, mẫu mới thôi nha. Cái mẫu cũ thì em không có nhập, em thấy nó có mẫu mới nên em cập nhật cho mình nè. Đây là kìm răng loại nhỏ này. Đó. Nó không nhỏ lắm đâu anh em. Này gọi là đã 8 in rồi rồi, 8 in rồi đó. Còn cái này nó tới 9 in rưỡi lận, khá là to. Đó. Rồi cái này là cái bộ cờ lê của Quật Phao nè anh em. Bộ này là một đầu là miệng và một đầu là vòng, có hai loại nha, hai thể loại cho mình lựa chọn luôn. Một là vòng miệng tự động này, vòng miệng tự động như thế này. À, nó có bánh răng để mình tự động nè. Thì cái bạn này nó có kích thước là từ 8 tới 19 ly, tức là 8 10 12 13 14 17 19. À, những cái kích thước rất là thâm dụng cho mình làm nghề luôn nha. Cái này là em bán nguyên bộ thôi nha, nó đã xếp cho nguyên bộ như thế này là em bán nguyên bộ thôi. Em báo giá nguyên bộ luôn là 355.000 một bộ. Được chưa? Hàng của Quật Phao chuẩn cái thép nè, cái thép làm nên cái cây này là thép CRV chuẩn luôn. Nha anh em, 355.000 bộ. Anh em nào đi mua lẻ thử coi. Mình tính mình mua lẻ những cái loại này mà hàng giá rẻ thì mình đừng nói nha, mình phải nói hàng chuẩn một tí. Đấy, bạn như thế này, 355.000 một bộ. Còn nếu anh em muốn có lắc léo thì đây. Cái này nó lại thiết kế cho mình một cái đầu tự động nhưng mà nó lắc léo được. Đấy, xoay 180 độ luôn. Những cái góc kẹt là mình chơi được hết. Kích thước cũng y như vậy nha, cũng là từ 8 cho tới 19 ly nha. Thì bạn này giá là 486.000. Anh em nhìn hai bộ đây. Đấy, hàng Quật Phao rất là đẹp đúng không ạ? Cực đẹp luôn. Mà nó mạ cái bên ngoài này nó sẽ là làm mờ cho mình, làm mờ không có làm bấm nha. Nó làm mờ, mờ để cắm trơn trượt anh em, mình cầm nó bám chắc vô cái tay của mình hơn. Đó. Cái này để hôm sau em có điều kiện em sẽ mua em bán lẻ cho mình. À, anh em nào cần cái mã nào lẻ thì có thể liên hệ em nha. Còn em đang có bộ thôi thì em báo giá bộ cho mình. À, một bộ như thế này 355 là loại không có lét léo được, còn có lét léo là 486.000 nha. Còn cái này là cái mẫu nhỏ này, mẫu nhỏ để cho mình xài gia đình đây, 10 tới 19 anh em, 10 12 14 17 19. À, cũng một đầu vòng và một đầu là miệng. Đấy, cái này không có tự động nha, bình thường nha. Đó. 145.000 một set anh em ha. 145.000 một set. Rồi, để cái lục giác này anh em, có hai loại lục giác của King Blue và của hàng King Blue và của hàng Nhật. Đây. Để review cho anh em mình coi, tất hai cái loại này đều làm bằng thép S2 hết nha. Thì King Blue nó cũng nói là làm bằng thép S2 nhưng King Blue nó dài hơn. King Blue nó dài tới 10 phân là. King Blue nó dài tới 10 phân nha anh em. Đấy, King Blue dài tới 10 phân và nó xài được cho mấy Mỹ hay là mấy châu Á gì xài cũng được. Nó làm hai cái G này nè, gắn vô Mỹ Mỹ mấy châu Á gì xài cũng ok hết á. Thì bạn này là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Còn của Nhật á, đây, cái này hàng SK11 của Nhật đây. Thì nó lại anh em chỉ dùng cho mấy châu Á thôi, mấy Mỹ xài không được. Tại vì cái chui nó chui dài như thế này anh em, thấy không? Và nó ngắn, nó dài 6.5 cm thôi. Cái lục giác của nó dài 6.5 cm thôi. Đó, thì mình có là 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Đúng rồi, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Và nó có một cái như thế này. Đây là thêm một cái đầu nữa là đầu VH2, hai đầu như thế này.
Đó, cái này nó cũng nói là làm bằng thép công nghiệp S2. S2 là một loại thép siêu cứng, chịu lực rất là tốt nha. Đó, thì của Kinglu giá em đang bán lẻ cho mình là 105.000 một bộ. Còn của SK11 của Nhật này thì nó là 160.000 đồng một bộ. Được chưa? Đó, anh em nào mà đang xài máy châu Á thì mình có thể trải nghiệm với cái dòng này. Còn nào xài máy Mỹ thì xài Kinglu, nói chung là tiết kiệm chi phí thì xài Kinglu thôi. Còn cái này là mình chơi hệ sưu tầm hệ bền bỉ nè. Đấy, 160.000 anh em nha. Anh em nhìn cái vỉ đó nè, đe tua không? Cái này là kiểu như hàng shop ở bên đó người ta thanh lý về anh em. Ta xả đó, ta xả hàng đó, rồi bên mình mua về á. Cũng là chưa có xài đâu anh em, hàng cũng gọi là mới trăm trăm á, chỉ là bao bì nó như vậy thôi chứ thiệt sự là cũng mới trăm trăm chưa có xài. Thì một cái 105. Còn một cái thì nó có 1.5, nhưng các bạn nhặt này không có 1.5 nha. Có 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Còn cái này thì lại là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Đó, hai cái đều là lục giác hết. King Blue thì nó đa năng hơn, nó xài máy nào cũng được. King Blue thì màu đen. Nguyên thủy của thép S2 nó là màu đen anh em. Màu đen nhám, giống như King Blue vậy nè. Còn các bạn này là S2 nhưng bên ngoài nó mạ lên. À nha, là nó làm màu, nó làm mạ trắng lên. Đó, hai cái khác nhau hoàn toàn nha. Và em nghĩ là chất lượng nó cũng sẽ khác nhau anh em nha. Của Nhật, nội địa Nhật á, hàng made in Japan nó sẽ khác với hàng của đặt hàng của Trung Quốc nha. Như Kinglu là của thị trường nội địa mình nhưng mà cũng là đặt hàng ở Trung Quốc á, cũng là người Việt Nam mình họ đặt hàng á, nhưng mà Kinglu thì đúng là hàng Việt, chất lượng nó phù hợp với giá tiền của Việt Nam mình rất là nhiều. Rồi anh em mình xài Kinglu của em rất là nhiều luôn á. Đây là chơi hệ sưu tầm 160, chưa bao gồm tiền cước đâu anh em nha. Cái tiền cước thì mình phải giúp em là 22.000 đồng tiền cước nha. Rồi còn cái này là bộ dũa nè, bộ dũa mini của Quật Phao, nó dài 14 cm. Dài 14 cm. Đó, cho anh em mình dũa sắt nha. 55.000 một bộ thôi ha, 55.000 một bộ. Rồi còn bộ này là bộ kim khoan kim loại và inox mỏng, tức là mình khoan được sắt và inox mỏng, khoan gỗ được cũng được luôn nha, tại vì mũi khoan sắt khoan gỗ bình thường mà anh em, đúng không? Cái này là chui lục giác. Bạn King Blue thì không có sản xuất được cái mũi chui lục giác mà 1.5 ly. Đã nhiều khi anh em mua cái vỉ này vì cái mũi 1.5 ly này chứ không vì gì. Đây, chui lục giác nhưng mà 1.5 ly, 2.5 ly, 3.5 ly và 4 ly. Thì bạn này một vỉ như thế này giá là 75.000 đồng. Đó, một vỉ này giá 75.000, được chưa? À, 75.000. Rồi, còn của Kinglu thì nó lại không có 1.5. À, cái này thì mình chuyên khoan sắt và inox mỏng thôi nha anh em. Nó hỏng chuyên khoan inox đâu, nó ba cho anh em mình khoan inox mỏng thôi. Đó, anh em nào cần làm cơ khí chuyên sắt thì chơi các bạn thì là Toto này hợp lý nha. Đó. Hồi nãy em mua nói lục giác rồi em mua nó hoa thị Nhật em chưa có anh em có hoa thị của Kinglu thôi. Đây, hoa thị có lỗ của Kinglu nè. Đó, bằng thép S2 luôn nha, mình xài nó sẽ bền hơn rất là nhiều so với anh em mua mấy cái hàng nhái trên thị trường nha. Đó, lưu ý giùm em, Kinglu nó có hàng nhái nha anh em không ngờ luôn á. Cái bạn này cũng 105.000. Thì hoa thị mình có là T6, T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 và 40 nha. Cũng 105.000 một hộp luôn. Rồi, nói về đồ chính hãng thì em có boss đây. Boss xịn nha, em không bán boss nhái anh em ơi. Boss xịn, cái này là mũi khoan đa năng của thằng boss. Nhưng mà chỉ xài cho mấy đầu kẹp thôi. Anh em ha, mình kẹp vô. Cầm cái mũi khoan của thằng boss nó còn khác với mấy hàng khác anh em. Nó rất là nặng nha, nặng tay lắm. Nó chui tròn, nó sẽ có là 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly. Anh em mình lấy cái mũi này mình khoan sắt được, khoan gỗ được, khoan tường được nha. Nhưng mà mình không dùng chế độ búa giùm em. Đó, hãng người ta nói rõ ràng, không có dùng chế độ búa nha. Đấy, mình khoan tường, khoan gỗ, khoan kim loại. 190.000 một hộp như thế này anh em, 2-4-5 cây thôi, 190.000 đồng. Đó, khoan đa năng của boss. Boss thì em chỉ có cái loại này thôi, là xịn rồi đó. Chứ còn mã khác của boss là em không có. Có là em sẽ bán hổm giờ rồi. Hổm giờ em chỉ bán cái loại này của boss thôi. Anh nào muốn chơi boss xịn thì chơi cái này cho em nha. Còn Bình Giang thì mình chơi Kinglu. Bình Giang chơi Kinglu. Đây, 145.000 hộp, 5 cây. Mình sẽ có 2 cái 6, 1 cái 8, 1 cái 10 và 1 cái 12. Đó, chui lục giác luôn. Đây, chui lục giác ha. Đấy, bạn này chui lục giác. Được chưa, chui lục giác luôn. Đấy, mình khoan sắt được, khoan tường được, khoan gỗ được, nhưng khoan gạch men là hợp lý nhất nha anh em. 145.000 hộp. Còn mình nếu mà mình không có xài tới cái mũi 12 ly thì mình mua cho em 3 mũi thôi, em có bán lẻ 6 8 10 90.000 3 mũi. Đó, còn cái này anh em nào xài nhiều á, hay dùng những cái mũi lớn 12 ly thì mình mua luôn hộp vậy cho nó tiện.
2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 ly, giá là 145.000 nha. Rồi video của em hôm nay tới đây là hết nha. Anh em mình tham khảo cho em mấy cái thùng đồ nghề với một số cái món này nè. Anh em nào thích cái mã nào thì liên hệ dùm em qua hai số Zalo. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi shop của em nha. Nhớ bấm like và đăng ký anh em ha.